続いては日本のみならずアジアでも人気のダンスボーカルユニット2回目の出場となるウィンズさんです。曲はニューワールド。Tiếp ngay sau đây là sự xuất hiện của ban nhạc Wings. Ban nhạc được yêu mến không chỉ ở Nhật mà ở khắp cả châu Á. Đây là nhóm nhạc lần thứ 2 tham gia biểu diễn tại Việt Nam với ca khúc đầu tiên Let's Get It On. Chuẩn chưa? を通して音楽の力を信じて皆さんと一つに
なれるよう僕たちも頑張ります。À, chúng tôi tin rằng những màn biểu diễn của mình cũng như là tin vào sức mạnh của âm nhạc để đưa chúng ta lại gần nhau hơn. それでは次の曲を聴いてください。Let's get it on. Bây giờ mới là Let's get it on. Việt Nhật. Vậy thì trước khi gặp lại khán giả của Việt Nam, các bạn có hồi hộp không?
先ほども言ってましたけれども、2回目の出場となる今回は、緊張されましたか？もう出る直前まで緊張してたんですけど、AKB48 さんがもうすごい楽しそうにやってたので元気もらいました。そうですね。はい。저는준비나서결정도를따라오고이마아니만직전에서소로바둑비của AKB48 mà chúng tôi đã như là nhận được sức mạnh cho sân khấu ngày hôm nay. Đây là lần thứ hai hội ý với nước Việt Nam của chúng ta và tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để các bạn giải thích cho tất cả khán giả Việt Nam yêu thích các bạn về tên của nhóm Wings. せっかくの2回目の登場ですので、グループ名の Wings の由来を教えていただけますか？そうですね、僕と龍一君は日本の北の方の出身で、北海道で、啓太は南の方が出身ということで、まあ、この北と南のこの3人がこう真ん中である東京で、まあ、こう混ざって、まあ、風を巻き起こすという意味が込められています。はい。まあ vô cửa chính là Keita thì sinh ra ở phía nam của Nhật Bản, còn hai bạn bè và Dan là người sinh ra ở Hokkaido là trên cùng của Nhật Bản là phía bắc. Bởi vậy khi mà chúng tôi hợp lại với nhau tại Tokyo, chúng tôi muốn tạo ra một luồng gió, một cái gì đó rất là mới để thổi lên cái không khí mới cho các bạn. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi lấy tên là Wings. Cảm ơn về lời giải thích này. Câu hỏi cuối cùng của tôi dành cho các bạn. Được biết là khi bắt đầu gia nhập làm giải trí tại Nhật Bản thì các bạn có một hình ảnh rất là dễ thương, rất là trẻ. Còn đến bây giờ sau hơn 10 năm ca hát thì các bạn dường như đã chững chạc hơn. Đây có phải là một sự thay đổi mà các bạn có chú ý không? Sai của nội dung mới đấy. Đề biểu 当時は どちらかというと可愛らしい3人グループのような気がしまして、今はもう10年ちょっと経ってまして、大人の渋さっていうかそういうものがにじみ出てるような気がするんですけれども、どうですか？どうですかね。どうでしょう。まあそう言っていただけるのはすごく嬉しいですよね。そう。やっぱりこう10年やってきて。こう変わったねって言われるのがやっぱり嬉しいですね。でもこれからも成長できる音楽を、音楽とともにウィーズも成長していきたいなと思ってます。まあ、nếu mà các bạn thấy chúng tôi có trưởng thành, chúng tôi có chững chạc hơn thì có lẽ đấy cũng là một điều vui mừng với chúng tôi và chúng tôi hy vọng sau này chúng tôi sẽ còn trưởng thành hơn nữa và càng làm tốt hơn trong công việc âm nhạc của mình. Và một lần nữa chúng ta hãy cùng cảm ơn phần biểu diễn của nhóm Wings. それでは次のアーティストの方をご紹介お願いできますか？はい、第1回の音楽祭にも出演されたベトナムの女性歌手です。ベトナム国内の賞を数々受賞されている方です。ホー・クイン・フォンさん。